Chiều 31 tháng 8 năm 2021, tại buổi họp báo định kỳ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những ngày qua, lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19 đã phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển trên đường. Ngoài ra, lực lượng trực chốt cũng phát hiện 2 vụ làm giả giấy đi đường tại quận 10 và quận 12. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ. Về sử dụng phần mềm khai báo di chuyển nội địa qua mã QR, Thượng tá Lê Mạnh Hà đề nghị người dân nên khai báo di chuyển nội địa ở nhà, trình mã QR tại chốt, chứ không nên đến chốt mới bắt đầu khai báo. Về lợi ích của việc khai báo di chuyển nội địa qua mã QR, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp Sở Y tế và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cập nhật thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm cả F0 COVID-19. Thông qua việc kiểm soát tại các chốt, lực lượng chức năng phát hiện kịp thời những ca F0 di chuyển và ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng. Trả lời câu hỏi, công an cầm điện thoại của người dân quét mã QR có an toàn hay không? Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, công an là lực lượng tuyến đầu nên đa số đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, hàng tuần đều lấy mẫu xét nghiệm. Riêng lực lượng trực chốt đều âm tính trước khi đưa ra thực hiện nhiệm vụ, do đó nguy cơ lây từ lực lượng công an cũng ít. Ngoài ra, cầm điện thoại quét mã QR cũng chứa đựng nguy cơ nên Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ quán triệt lại cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ không nhất thiết phải cầm điện thoại của người dân mà chỉ cần người dân đưa ra rồi quét. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hoàn thiện phần mềm tích hợp với camera giám sát, có thể nhận diện được ai đủ điều kiện thì mời qua chốt kiểm soát COVID-19 nhanh hơn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.